Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, thưa các bạn trẻ thân mến, tôi có dạy một lớp học hỏi lời Chúa tại trung tâm mục vụ của giáo phận Sài Gòn dành cho các bạn trẻ, trong đó có một số bạn trẻ ở giáo xứ Đa Minh này cũng theo học. Cái môn tôi dạy ở đó mang tên là Khám phá lời Chúa. Những bài học lý thuyết xem ra khá cầu kỳ và đầy tính kỹ thuật. Người ta phải làm nhiều kỹ thuật lắm mới có thể hiểu được một đoạn lời Chúa. Có một lần một bạn trẻ sau khi học nhiều bài nói với tôi rằng: "Cha ơi, khó quá. Xin cha cho chúng con một cái ví dụ gì cụ thể hay là một chứng từ gì đó sinh động để chúng con dễ hiểu." Tôi lúng túng bởi vì có lẽ mình quá lý thuyết về lời Chúa. Mình dạy những bài học về lời Chúa hoàn toàn là bài bản, kỹ thuật, cầu kỳ để một hiểu một câu kinh thánh, một câu lời Chúa, nhưng mà mình không có một cái cảm nghiệm sống thực sự, hay là mình thiếu một cái cảm nghiệm sống thực sự để có một chứng từ, một ví dụ sinh động nói với các bạn trẻ, chia sẻ với các bạn trẻ để các bạn trẻ thấy rằng những bài học kia không chỉ mang tính lý thuyết mà nó thực sự đụng chạm đến đời sống của mình, đụng chạm đến tâm hồn của mình, đụng chạm đến những lo toan của mình, đụng chạm đến nguồn niềm vui nỗi buồn của mình. Thưa quý bà và anh chị em, cũng như người Do Thái, chúng ta nghe lời Chúa thật nhiều, chúng ta cử hành lời Chúa thật nhiều, chúng ta cầu nguyện với lời Chúa thật nhiều. Và như đầu lễ tôi nói, không có một cử hành phụng vụ nào trong hội thánh mà không đọc và tôn vinh lời Chúa, chia sẻ lời Chúa. Người Do Thái cũng vậy. Nói đến sách thánh thì không có gì là lạ đối với người Do Thái cả. Và người ta đọc sách luật nhiều lần lắm, ở trong các hội đường nghe các thầy Rabbi giải thích nhiều lắm. Nhưng mà hôm nay sách Nehemiah kể cho chúng ta có một lần hay một cuộc đọc cái cử hành lời Chúa thật là đặc biệt. Chúng ta nghe giảng chừng 15 phút là chúng ta thấy là oải rồi. Ai mà giảng chừng 25-30 phút dù hay đến mấy, chúng ta cũng bắt đầu thấy nhìn cái đồng hồ nó mấy giờ rồi. Nhưng mà sách Nehemiah kể với chúng ta hôm nay rằng ông tư tế và cũng là ông kinh sư Ezra, ông ấy đọc sách luật cho dân Israel nghe từ sáng tới trưa mà người ta không chán. Không chán đã vậy mà người ta còn rất cảm xúc, nghe chăm chú và khóc ròng, khóc quá chừng luôn. Và ông Ezra và ông Nehemiah phải khuyên họ: "Thôi, đừng khóc nữa. Hôm nay là ngày thánh hiến cho Chúa, là ngày vui. Tại sao mà họ khóc như vậy?" Bởi vì đây là một cuộc đọc lời Chúa thật đặc biệt. Sau bao nhiêu năm dài lưu đày bên đất Babylon, không có đền thờ, không được đọc lời Chúa một cách long trọng và quy tụ đông đảo như vậy, không có thì giờ nhiều để mà ngồi mà nghe giải thích lời Chúa như vậy, họ thèm khát lắm. Và nhất là khi họ đọc luật của Chúa thì họ cảm nghiệm được rằng mình đã phản bội Chúa, hậu quả là phải đi lưu đày, làm tôi người ta, làm nô lệ người ta. Thế nhưng mà khóc vì một điều lớn lao hơn nữa cơ. Đó là khóc vì mình như vậy mà Chúa vẫn thương. Chúa vẫn thương và Chúa đã cứu, Chúa đưa ra khỏi đất lưu đày, cho được hồi hương, cho xây lại đền thờ, và bây giờ cho họp mặt cùng nhau để đọc lời Chúa một cách long trọng. Họ khóc vì vui nhiều hơn là buồn. Họ khóc vì họ cảm nghiệm được lời Chúa mà họ nghe hôm đó, nó thực sự đã đụng chạm đến tâm hồn và cuộc đời của họ, đụng chạm đến những gì họ đã sống, họ đã cảm nghiệm ở nơi mình và ở nơi Chúa nữa.
Cho nên họ không biết chán. Có lẽ chúng ta chưa có được cái cảm nghiệm đó, cũng như tôi chưa có được cái cảm nghiệm để mà có thể nói lại cho các bạn trẻ cảm thấy rằng những bài học khám phá lời Chúa nó sinh động, gần gũi, thiết thực. Chúa Giêsu hôm nay cũng vậy, người cũng đọc lời Chúa và người hầu như không giảng. Không giảng như tôi nãy giờ cũng phải 10 phút rồi. Không giảng, người chỉ nói một câu, nhưng đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể nói là tinh túy nhất, cô đọng nhất của cả cuộc đời hay là sứ mệnh của Chúa Giêsu. Sau khi người đã đọc đoạn sách ngôn sứ Isaiah, thần khí Chúa ngự trên tôi, người sai tôi đi để loan báo tin mừng cho người nghèo hèn, cho những người mù được thấy, cho những người bị giam cầm được giải thoát, cho những người áp bức biết rằng họ được tự do. Và người chỉ nói một câu, hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh mà quý vị vừa nghe. Tất cả đã được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu, nơi lời nói, việc làm, sứ mạng của Chúa Giêsu mà Thánh Luca nói rằng tiếng tăm của người đã được khắp vùng lân cận thành Nazareth biết đến, vì người đã làm những điều mà sách thánh đã nói về chính mình. Đó là một bài giảng thực tế, đó là một bài giảng sinh động, đó là một bài giảng không cần hoa mỹ, không cần rậm lời, mà một bài giảng bằng đời sống, một bài giảng bằng những việc mà mình đã làm, đúng là để cho lời Chúa trở nên máu thịt của chính mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, làm cho lời Chúa nên trọn là làm sao? Làm cho lời Chúa nên trọn là chúng ta làm cho tất cả những gì mà Chúa nói với chúng ta, Chúa nói về chúng ta, Chúa nói về Chúa, Chúa nói về anh chị em của chúng ta được ứng nghiệm hay là được nên trọn nơi đời sống của chúng ta mỗi ngày. Như Chúa Giêsu đã làm cho sứ mệnh là đấng cứu độ trở nên trọn ở nơi cuộc đời của người từ lời nói cho đến hành động, thì chúng ta những người Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi để cho sứ mạng của chúng ta được nên trọn nơi cuộc đời mình. Chúng ta được Chúa gửi gắm cho mỗi người một ơn gọi, một hoàn cảnh. Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc 2 hôm nay khá kỹ. Người ví mỗi người chúng ta ở trong hội thánh hay ở trong cộng đồng nhân loại này giống như là một chi thể ở trong toàn thân thể vậy. Nó hiện hữu cùng với tất cả những chi thể khác, và nó làm nên cái toàn thể là thân thể nhân loại này, giáo hội này. Mặc dù khác nhau nhưng mà không tách rời nhau. Và mỗi một chi thể trong cái cơ thể của chúng ta chẳng hạn, nó làm tròn cái phận sự của nó là nó tôn vinh toàn thể thân thể. Mắt không thể bảo với cái tay rằng ta không cần ngươi bởi vì ta là mắt, ta quan trọng hơn. Hay là đầu không thể nói với cái chân rằng ta không cần ngươi bởi vì ta ở trên cao còn ngươi ở dưới đất. Tất cả đều cần cho nhau. Và cái chân làm tròn bổn phận của cái chân là bước đi, đưa cả con người chúng ta bước đi. Đấy là nó đã làm cho cơ thể con người chúng ta được tôn vinh. Cái đầu thì phải suy nghĩ, cái mắt thì phải nhìn. Nếu mà nó làm tròn tất cả những bổn phận của nó thì như vậy là làm cho nên ứng nghiệm cái ơn gọi của mắt, của tay, của đầu, của chân. Và trong hội thánh hay trong xã hội, trong cộng đồng nhân loại này, mỗi người chúng ta cũng được một ơn gọi, được mời gọi như thế. Chúng ta là cha mẹ thì phải làm cho nên trọn thiên chức làm cha mẹ trong cuộc sống của mình. Chúng ta là con cái thì phải làm cho nên trọn hay làm cho ứng nghiệm như một người con biết bổn phận của mình
đối với gia đình. Chúng ta là vợ, là chồng cũng vậy, phải làm cho cái ơn gọi đó, lời Chúa gửi gắm cho chúng ta trong tình yêu hôn nhân và gia đình đó được nên chọn khi thủy chung thương yêu, chịu đựng lẫn nhau. Và tất cả những ơn gọi khác cũng thế. Khi đó thì lời của Chúa dành cho mỗi người chúng ta nên ứng nghiệm, không phải là một hứa hẹn, không phải là lý thuyết suông, nhưng là thực tế, là cuộc sống, là cảm nghiệm của chúng ta. Cách đây một tuần, vào một buổi trưa, có một đôi bạn trẻ đến nhà dòng của tôi. Vì lúc đó các cha đi vắng nên ở ngoài phòng khách gọi tôi ra để gặp hai bạn trẻ này. Tôi hỏi chứ chúng con đến gặp cha có chuyện gì? Chàng thanh niên nói với tôi rằng: thưa cha, con đưa bạn con đến đây để xin học giáo lý, trở thành người Công giáo. Trong bụng tôi nghĩ rằng à, chắc đây là hai đứa yêu nhau, bây giờ nó đi học giáo lý dự tòng để làm đám cưới. Tôi hỏi chứ thế đây là bạn gái của con à? Cậu ấy nói: thưa cha, không phải. Đây là một cô bạn mà con được một cô bạn của con giới thiệu để con giúp cô ấy gặp linh mục để học giáo lý. Tôi ngạc nhiên lắm. Tôi hỏi cô bé: thế sao con lại muốn học đạo? Cha thấy thường thường là người ta hay đi học đạo vì người yêu, thế con học đạo vì chuyện gì? Cô ấy nói: con có một người bạn rất tốt, tốt nhất trong số bạn bè của con, mà cô bạn đó là người Công giáo. Cho nên con rất muốn trở thành người Công giáo như bạn của con. Hôm nay con lại gặp được một anh bạn này cũng rất tốt, dù không quen biết nhưng anh đã chở con đi mấy cái nhà thờ rồi. Mà khi đến đó thì mấy ông trùm ông ấy toàn đuổi thôi. Mấy ông nói là hai đứa này chắc nó tưng tửng. Cho nên cuối cùng con đi ngang nhà dòng cha, con thấy ghi tu viện dòng Đa Minh, con vào đại. Và thế là tôi gửi cô bé đến cho các nữ tu để dạy giáo lý mới ngày hôm qua. Thưa quý bà và anh chị em, lời Chúa nên chọn hay nên ứng nghiệm ở hai người bạn trẻ đó khi họ đã sống thực sự như những Kitô hữu tốt lành. Trong lời nguyện đầu lễ hôm nay, chúng ta xin Chúa cho cuộc đời của chúng ta sinh hoa kết trái là việc lành phúc đức. Lời Chúa chính là những hạt giống gieo vào trong tâm hồn, gieo vào cuộc đời chúng ta và chờ đợi chúng ta chăm chút để có thể lớn lên và sinh hoa kết quả. Xin Chúa cho hôm nay chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta có được một cái cảm nghiệm thực sự, lời Chúa đụng chạm, lời Chúa mời gọi, lời Chúa đang tha thiết, lời Chúa đang mong chờ chúng ta để chúng ta làm cho nó nên trọn. Không phải là ngày mai, ngày mốt, không phải là những hứa hẹn xa xôi, mà là hôm nay. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.